Mùa xuân cũng là mùa khởi điểm cho những mục tiêu kế hoạch mới. Xuân Đắk Lắk đang về trong cái nắng dâm gian pha lẫn chút se lạnh đặc trưng. Xuân như càng độc đáo hơn bởi sắc màu của những sườn đồi đang chuyển màu thay lá. Rừng cao su vào mùa lộc mới, cà phê bung hoa trắng ngát cả một góc trời. Và cả những đàn ong bướm tề tựu về tìm hoa, lấy mật. Tất cả như đang mời gọi, níu chân du khách khắp nơi về du xuân Đắk Lắk. Xuân đang mở đầu một năm mới nhiều thuận lợi cho ngành du lịch Đắk Lắk 2016. Khác với cái nắng oi ả của phương Nam hay cái lạnh buốt nơi phương Bắc, Đắk Lắk đón xuân trong sắc nắng chan hòa ấm áp, cùng với muôn hoa đua sắc, cây rừng ra lộc mới, người người vào mùa lễ hội với những phong tục đón xuân độc đáo khác biệt. Đất và người như đang vẽ nên một bức tranh xuân Đắk Lắk dung dị, gần gũi nhưng lung linh kỳ ảo, khiến bất kỳ ai đến với Đắk Lắk đều thích thú xao xuyến với nhiều trải nghiệm thú vị. Trong cảm nhận của nhiều du khách đến với Đắk Lắk như hội tụ cơ bản các yếu tố hấp dẫn, thời tiết, cảnh quan, văn hóa, ẩm thực, v.v. Nếu như tiết trời Đắk Lắk dường như mang lại cho du khách cái trải nghiệm bốn mùa chỉ trong một ngày, thì những núi, những sông, những thác gành âm vang, những vườn cà phê cao su ngút ngàn tầm mắt, vừa cho du khách cảm nhận về nét hoang sơ, kỳ bí của thiên nhiên, vừa như khám phá một nền sản xuất nông nghiệp tập trung hiện đại mà khó nơi nào có được, cũng là nét hấp dẫn rất đặc biệt. Các bạn vốn đã mạnh về những cái sản phẩm phi du lịch, như là các cái mặt hàng về cây công nghiệp, các bạn đã biến nó thành một phần của sản phẩm du lịch. Các bạn cố gắng giữ cái bản chất đó, đừng có nó trở thành một cái mà người ta đến với các bạn là coi như đấy là những cái sản phẩm phụ trợ, chứ đừng bao giờ biến nó thành một cái gì đó nó thương mại hóa quá. Và khi đến với Đắk Lắk, du khách được cuốn hút bởi chiều sâu văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Nói đến đồng bào Tây Nguyên, người ta không thể không tìm hiểu về không gian văn hóa cồng chiêng. Và bên cạnh đó là vô số những phong tục, lễ nghi, những cách ứng xử độc đáo của cộng đồng 47 dân tộc anh em từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Và bên cạnh đó là vô số những phong tục, lễ nghi, những cách ứng xử độc đáo của cộng đồng 47 dân tộc anh em từ khắp các tỉnh thành trong cả nước tề tựu về sinh sống trên quê hương Đắk Lắk. Chính đất trời Đắk Lắk với cảnh sắc lung linh, tiết trời dịu nhẹ, văn hóa sản xuất đặc trưng đang mời gọi du khách khắp nơi trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó có nhiều người đã đến, đang đến và sẽ đến bởi những cảm xúc đặc biệt về đất và người Đắk Lắk. Phía Bắc chúng ta cũng có cổng chiêng, cổng chiêng bản Mường, cổng chiêng của Tây Bắc, Sơn La, Điện Biên. Nhưng cổng chiêng Tây Nguyên cuối cùng đặc biệt. Không những người nước ngoài đâu, mà những người du khách trong nước như chúng tôi cảm nhận được. Điều đó là linh hồn, nó là cái cốt túy của nền văn hóa của dân chúng ta. Mà tôi nghĩ cuộc đời ai mà chưa lên Tây Nguyên, chưa lên Đắk Lắk thì cũng thấy cảm thấy là rất là lãng phí, rất là luyến tiếc nếu chúng ta chưa lên được cái đó. Đó là những cái sản phẩm du lịch độc đáo, rất là đặc thù. Và đặc biệt cả những món ăn nữa. Món ăn của Tây Nguyên, những đồ uống của Tây Nguyên có sức hấp dẫn rất là lớn. Đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của du khách đến Đắk Lắk trong mùa xuân này, tỉnh Đắk Lắk hiện có 60 khách sạn và 183 nhà khách, nhà nghỉ với tổng số 3.903 phòng các loại, có thể phục vụ hơn 6.000 khách du lịch cùng một thời điểm. Trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao, 5 khách sạn 3 sao, 5 khách sạn 2 sao, 22 khách sạn 1 sao và nhiều cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng có 40 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, đáp ứng các dịch vụ đưa đón khách tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh. 4 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch. Cùng với sự chuyển mình của đất trời vào xuân để chào đón du khách đến với Đắk Lắk, ngành du lịch Đắk Lắk đã tích cực sửa soạn, chỉnh trang để đón khách. Trước Tết, mỗi đơn vị đều tổ chức đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu để từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm sao để mỗi sản phẩm du lịch đẹp hơn, hoàn thiện hơn trong mắt du khách. Năm nay là do cái thời gian kỳ Tết dài, cho nên lượng khách năm nay chắc chắn là sẽ đông. Qua khảo sát một số thông tin, các khách sạn
ở trong địa bàn tỉnh thì hầu như khách sạn nào cũng có cái lượng khách đăng ký nhiều hơn năm trước. Còn các khu điểm du lịch hiện nay trọng điểm của tỉnh cũng đã tập trung những nhiều cái sản phẩm trò chơi dân gian, những cái điều kiện vui chơi khác, những cái cổng chiêng giới thiệu văn hóa và những cái sản phẩm đặc biệt của địa phương để phục vụ cho khách trong đợt. Theo Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk, những năm trước đây, bình quân mỗi năm Đắk Lắk đón 500.000 lượt khách. Nhưng riêng trong năm 2015, lượng khách đến với Đắk Lắk đã tăng lên trên 560.000 lượt khách. Dự đoán năm 2016 và những năm tiếp theo, lượng khách đến Đắk Lắk sẽ tiếp tục tăng mạnh. Bởi bên cạnh sức hấp dẫn vốn có từ thời tiết, cảnh quan thiên nhiên và một nền văn hóa sản xuất đặc trưng, ngành du lịch Đắk Lắk đã chủ động vào cuộc cả trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm hài lòng du khách. Và một điều kiện thuận lợi quan trọng nữa, đó là hệ thống hạ tầng đã và đang ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp, đang mở ra nhiều triển vọng mới cho du lịch tỉnh Đắk Lắk phát triển. Các cái tổ chức liên quan đến du lịch như Ban Chỉ đạo Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Hiệp hội Du lịch cũng đã có những phối hợp, nhưng có những chủ trương rồi cùng với lại các cơ sở kinh doanh du lịch cũng tập trung làm được cái nhiều việc, trong đó là tập trung cho cái làm cái công tác môi trường du lịch để du khách đến đây, và nhiều cái công ty lữ hành đến đánh giá rằng là Đắk Lắk cũng có cái môi trường du lịch rất tốt, không có chèo kéo, không giảm giá lên giá. Du lịch Đắk Lắk lâu nay được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng nhưng khó khai thác bởi hạ tầng giao thông chưa thuận lợi. Nay thì khác, bên cạnh hệ thống đường bộ hầu như đã được đầu tư kết nối tốt với hầu hết các vùng miền trong cả nước. Cùng với đó là hệ thống phương tiện vận tải hành khách khá hiện đại, đường hàng không từ Đắk Lắk cũng đã mở rộng đến nhiều tỉnh thành phố lớn trong cả nước. Hiện nay từ các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hải Phòng và các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng, du khách dễ dàng bay thẳng đến Đắk Lắk hoặc lựa chọn các tour khép kín khám phá các tỉnh miền Trung Tây Nguyên theo đường bộ. Hiện nay ngoài đường bộ, mỗi ngày Đắk Lắk có 22 chuyến bay đi và đến các thành phố lớn, các tỉnh với trên 2.000 lượt khách. Hệ thống các khách sạn nhà nghỉ ở Đắk Lắk cũng khá hoàn thiện, đáp ứng tốt và đầy đủ các yêu cầu từ bình dân đến cao cấp trong các dịp cao điểm, ngay cả trong những mùa cao điểm, mùa lễ hội. Cùng với những tiềm năng vốn có về thiên nhiên, văn hóa, con người, những cải thiện về cơ sở hạ tầng giao thông, ngành du lịch Đắk Lắk đã kịp thời nắm bắt những cơ hội mới để mở rộng giao lưu, hợp tác để quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy rằng là các doanh nghiệp ở du lịch ở Đắk Lắk đã biến cái sức mạnh, cái tiềm năng sức mạnh của bản địa thành những sản phẩm du lịch hết sức phong phú. Đấy là những cái ghi nhận của chúng tôi trong quá trình 4 ngày vừa qua tại Buôn Mê Thuột và những khu du lịch phụ cận bên Buôn Mê Thuột. Từ phát triển tự phát, rời rạc, thiếu định hướng, những năm gần đây du lịch Đắk Lắk đã dần có sự liên kết giữa các điểm đến, các sản phẩm du lịch, tạo nên các tour, tuyến hấp dẫn du khách từ tham quan cảnh quan thiên nhiên đến khám phá di tích lịch sử văn hóa, những khu sản xuất cà phê, cao su, thưởng thức ẩm thực đến nâng cao chất lượng dịch vụ, v.v. Và nhất là những năm gần đây, khi hệ thống giao thông thông suốt từ đường bộ đến đường hàng không, sự quan tâm hỗ trợ từ các cơ quan trung ương thông qua các chương trình kích cầu du lịch nội địa, người Việt Nam du lịch Việt Nam mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc. Chương trình Hành động Quốc gia về du lịch giai đoạn 2013-2020, Nghị quyết số 92 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới, v.v. Du lịch Đắk Lắk đã có sự kết nối mạnh mẽ với nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ đó hình ảnh, nét độc đáo về du lịch Đắk Lắk đã được quảng bá, giới thiệu đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch trong năm 2015 cũng được là tổ chức hết sức là sôi nổi, nhiều đoàn lữ hành, nhiều tỉnh đã đến khảo sát và đánh giá liên kết cùng với Đắk Lắk, và Đắk Lắk cũng đã mời nhiều công ty lữ hành từ khắp miền Tổ quốc đến để trao đổi, để bàn cho cái chuyện 2015 và bước tiếp theo 2016. Thì công tác truyền thông cũng đã rất tốt. Không phụ lòng du khách, mỗi thắng cảnh điểm đến khi du khách đặt chân đến Đắk Lắk, bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ được tạo nên bởi những khu du lịch như thác Dreno, Thủy Tiên, Buôn Đôn, Hồ Lắc, Cô Tam, v.v., đều mang âm hưởng của yếu tố lịch sử,
văn hóa, với những câu chuyện thú vị, độc đáo, những truyền thuyết mang đậm hơi thở cuộc sống. Đắk Lắk hoàn toàn thuyết phục du khách bởi chiều sâu văn hóa được hun đúc từ cội nguồn các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và cả một phong cách sống chan hòa, cởi mở, năng động của một vùng đất trẻ, nhiều cư dân từ khắp các vùng miền trong cả nước đến định cư, sinh sống. Chính sự hợp tác kết nối đã giúp các đơn vị du lịch Đắk Lắk hình thành và phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo, từng bước khai thác hiệu quả các đặc trưng, thế mạnh sẵn có của du lịch Đắk Lắk. Ở đây cái không khí, cái tình cảm của con người, những cái đặc sản ở đây rất là mang tính tượng đối với lại những cái nơi chúng tôi tổ chức ở đây rất thành công. Tôi thành công hơn cả chúng tôi về Đà Lạt. Đắk Lắk ngày nay không chỉ đơn thuần là nơi trải nghiệm, khám phá thiên nhiên kỳ thú, văn hóa bản địa đặc sắc, mà còn là một Đắk Lắk gần gũi, thân thương, đi vào lòng người, bởi là quê hương thứ hai của nhiều người từ khắp các vùng miền tề tựu về làm ăn sinh sống cũng đã được khai thác hiệu quả qua các tour du lịch thăm thân. Hay ấn tượng đáng nhớ hơn khi khai thác hiệu quả các yếu tố cảnh quan, thời tiết để tổ chức những chuyến đi đầy cảm xúc đặc biệt cho những cặp uyên ương vừa xây tổ ấm qua các tour trăng mật. Những người Thanh Hóa ở Đắk Lắk này rất nhiều và họ về đây rất nhiều. Vậy thì cái nguyện vọng của 26 tỉnh thành của Thanh Hóa, kể cả trên thành phố, đều mong muốn cái đầu tiên người ta muốn đến đây làm gì để thăm lại anh em bạn bè, kết hợp được khám phá luôn danh lam thắng cảnh ở Đắk Lắk. Với 560.000 lượt du khách, trong đó có 54.000 lượt khách quốc tế đã đến tham quan du lịch Đắk Lắk trong năm 2015, đã đưa doanh thu ngành du lịch Đắk Lắk đạt 420 tỷ đồng, tăng trên 16% và trở thành một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế Đắk Lắk, vốn còn nhiều khó khăn trong năm qua. Năm 2016, cùng với những thế mạnh vốn có về thời tiết, cảnh quan, văn hóa, v.v., xu hướng liên kết hợp tác đang mở ra nhiều triển vọng về những tour du lịch mới, đặc sắc, sẽ tiếp tục hình thành, hệ thống giao thông tiếp tục được cải thiện, nâng cấp, đang tạo đà cho ngành du lịch Đắk Lắk tiếp tục bứt phá. Trung tâm du lịch Buôn Đôn sẽ tổ chức lại cái cảnh quan, tổ chức một số cái sản phẩm mới sau khi đã có cái hoàn chỉnh được cái cảnh quan. Thì đấy là cái thứ hai là những cái sản phẩm mang tính chất về ẩm thực cũng đã được thảo luận, trao đổi rất nhiều. Các cái đơn vị kinh doanh du lịch, những cái khu điểm du lịch, cái nhà hàng cũng đã tập trung nhiều cái sản phẩm mang tính chất đặc thù, đặc sắc của cái địa phương để phục vụ cho du khách. Thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã có nhiều cái chương trình, ví dụ như chợ đêm, hay là tổ chức thêm một số các cái phố đi bộ, những cảnh quan, những khu vực, những cái tụ điểm mà có thể là giới thiệu về văn hóa của Đắk Lắk, về những giọng ca của Đắk Lắk đối với những bài ca Tây Nguyên. Cho nên những cái điều kiện đó có thể là thấy rằng là sẽ có cái hấp dẫn hơn cho du khách chúng. Một mùa xuân mới đang bắt đầu, ngành du lịch Đắk Lắk đang khởi đầu một năm nhiều thuận lợi với mùa du lịch cao điểm ngay từ đầu năm. Cùng với những nền tảng đã có, năm 2016, ngành du lịch Đắk Lắk tiếp tục đi vào chiều sâu với chính sách liên kết kích cầu du lịch, giữ giá ổn định và hình thành những tour du lịch mới, đặc sắc, phù hợp cho nhiều đối tượng du khách, là những triển vọng mới để du lịch Đắk Lắk hấp dẫn, thu hút nhiều du khách hơn, tiếp tục tăng doanh thu, tạo đà cho một năm mới, thắng lợi mới.